Nơi mà chúng tôi sẽ tới trong chương trình Sáng Nay Ăn Gì đó chính là làng nổi Đông Lạc. Yeah. Và hai bên là gọi là Sen và đây là Tràm Cừ. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Sáng Nay Ăn Gì mới 4 giờ sáng thôi. Trời ơi, chưa lên luôn á. Sáng hẳn. Nhưng mà ngày hôm nay rất là năng lượng, bởi sao? Có những người anh em thân thiết của chúng tôi, đó là anh Ngô Ký Quy. Yeah. Và đây là nhỏ em, đó chính là Quỳnh Uyển. Wow. Đâu quen dòng coi. Trời ơi, hôm nay bộ đồ đó, ngày hôm nay quá. Sao quá thân thành cô Thấm vậy? Anh chị nói là anh nay quay miền Tây bận đồ rồi cho nó tay tay một xíu. Anh là Tây đó hả? Anh là miền Tây chứ phải là Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ngày hôm nay đến đây với coi phong thái như thế nào ạ? Cái phong thái là ăn trực, chờ chương trình cho ăn một bữa sáng thật là no nê. Đúng rồi, game thì rất là cực khổ, không biết là em có chịu nổi hay không? Anh ơi, chơi tới bên. Dạ. Game đầu tiên, bơi xong. Được không? Được. Mày phải ăn sáng rồi em mới có năng lượng đúng không? Dạ đúng. Dạ thưa quý vị, chương trình Sáng Nay Ăn Gì sẽ đi khắp Việt Nam và tìm hiểu và đem đến bữa ăn sáng chất lượng cho gia đình Việt. Bên cạnh đó sẽ gắn kết yêu thương từng thành viên lại với nhau qua những khoảnh khắc trò chuyện nè, vui vẻ nè, hát hò với nhau nè. Wow, một bữa sáng tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới tuyệt vời. Dạ quý vị, chương trình Sáng Nay Ăn Gì được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của gian hàng Omachi Sốt Bò Ha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Ôi, chưa hẹn quá. Đúng, bây giờ quan trọng là con chim Omi. Omi đâu? Chương trình mà có con chim Omi nữa. Có thêm nhân vật thứ tư nữa hả? Đúng rồi. Chim Omi ơi. Chim Omi cu cu. Chim Omi, chim Omi. Xin chào tất cả mọi người. Wow. Chào mừng các bạn đã đến với tỉnh Long An. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến ngay với thử thách chào ngày mới nha. Thử thách hôm nay sẽ lấy cảm hứng từ trò chơi đang rất thịnh hành gần đây. Đó là trò xé túi mù. Các bạn đã biết về trò chơi này chưa ạ? Biết rồi, chúng tôi biết rồi, để tôi chơi. Thôi. Các bạn phải tìm được các từ khóa bí ẩn bên trong những chiếc túi mù này để hoàn thiện bài thơ bên cạnh. Đây cũng là gợi ý về nhân vật ngày hôm nay. Xé túi mù đi, xé đi. Đi. Rồi em đọc bài thơ nha. Mặt trời thấp thoáng .. Chập chờ nghe tiếng. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi.
ơi, lẹ mới trời ơi. Mới sáng chưa ăn mà chạy mưa quá rồi. Thôi chạy kịp. Rồi thôi giờ chạy xé túi mù ha. Okay. Nãy ngoài kia mình vội vã quá. Ừ. Thì bây giờ cái túi mù đây nó là hot và nhà Lâm cũng có bán luôn. Thì biết chơi cái này không? Ủa, dạ biết. Rồi, rồi. Xé túi mù đi ạ. Anh xé được từ sông rồi nè. Mặt trời thấp thoáng. Bên sông. Bên sông thử nha. Trời ơi, quá mấy bà, đẹp quá nè mấy bà. Nè, trời ơi. Wow, một mảnh giấy. Ủa, kiểu gì vậy? Wow. À, jam nè mấy bà. Jam nè. Anh ơi, bóng. Bóng. Ai bóng? Ơi, bóng. Bóng gì em? Ai bóng? Không ai bóng là bóng thôi. Bóng. Mặt trời thấp thoáng bóng sông. Ê, trái tim nha, bà nào trái tim nè. Bà nào đặt không? 10 trái tim nè, dễ thương nha. Trời ơi, này một hàng mấy bà. Cái gì có cái jam secret ha. Là nguyên bài thơ luôn. Có jam, có jam. Đây, 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 đây. Ê, chữ gì vậy? Mái. Mái. Nhà. Mái nhà. Chập chờn nghe tiếng từ xa chuyện đồng. Nhà ai thấp thoáng bên đồng. Mái nhà. Mái nhà, đây là mái nhà em ơi. Giữa mái, đúng không? Đúng rồi, mái nhà, ok. Mái nhà thấp thoáng bên sông chứ hả? Như, 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 chị Khả Như nữa. Lại là Khả Như. Thấp thoáng bên, bên Như hả anh? Bên Như được không? Tự nhiên bên Như thấp thoáng. Như cái gì á? Áo, 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 áo. Chị Như. Chị Như. Chị Như. Áo chị Như. Bên áo chị Như. Áo chị Như giữa đồng cái ghê. Ủa sao đến trời ơi. Ủa sao ai secret vậy? Anh đó. Trời ơi. Vậy? Mới xé đó trời. Ôi trời ơi. Mình cùng nhau đọc nha. 2, 3, 3 anh em nè. Mặt trời thấp thoáng mái nhà. Chập chờn nghe tiếng từ xa chuyển đồng. Áo vàng thấp thoáng bên sông. Bóng chị Như giữa cánh đồng ngã tư. Bóng chị Như, bóng chị Như giữa cánh đồng ngã tư. Bây giờ sao mưa rồi sao anh em mình sao đây? Mình nhảy một điệu nhảy đi. Tự nhiên ngày xưa người ta muốn cầu cái gì thì cho dân thần linh cái đó. Wow. Nhảy đi. Mà ở đây là đồng lúa nè. Mình nhảy điệu nhảy lúa đi, đi bán lúa đi. Chúng tôi đang ở miền Tây cho nên chúng tôi muốn cái nhạc nào mà nó quê hương. Nó tiết tấu xíu. Đúng rồi. Cà tung cà tung cà tung á. Tung tung tung. Chim Omi ơi. Chim Omi đã chuẩn bị cho các bạn một đoạn nhạc đây. Ok, rồi. Ủa, lẻ vậy? Trời ơi, lẻ quá rồi. Tôi cứ nhậu mà. Hào vô. Đoạn này mình sẽ đầu sẵn áo rồi mình làm lúa ha. Nào. 1, 2. Sẵn quần hay sẵn áo? Đúng rồi, sẵn quần trước. 1, 2, rồi. 3, 4. Này là gì vậy? Sẵn áo rồi đó. À, ok, quần áo rồi. 1, 2, 3, 4 gieo. Giống giải. 5, 6, 7, 8 ngược lại. Ok. Nó a da da. Cấy xong mình làm gì? Mình mới dậm đất xuống cho đất nó chắc. À, đánh nền nữa, đúng không? Rồi, đánh nền. Đánh nền. 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 mình lồi cái, mình dạy cái tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vậy ha. Ok chưa? Thử là thử vô nhạc ok không? Nhạc. Nè, đánh quần lên nè. Vô. 1. Dậm chưa? 1, 2, 3, dậm. Ok. 1. Em thấy nó bị ngắn. Bị ngắn quá. Ngắn quá. Em muốn biên đạo thêm. Lại mà. Lúa cắt lúa. Đập lúa. Đập lúa hả? Đúng ăn. Ăn gì? Được không? Được không? Rồi, ok ok. Được không? Âm nhạc lên. Trái. Cắt. Cắt. Thôi con. Thôi mày chị Quỳnh. Chị nghĩ ăn gì? Ngơi rồi nha. Bây giờ động tác nắng lên đi. Nắng lên à. Nắng lên đi. Ánh nắng chiếu vô. Sức kem trời trong nắng. Trời ơi, quá. Dậm nắng. Sức kem trong nắng xong. Rồi sáng nay gì luôn. Dẫn bung dày. Mặt trời lên. Rồi ăn. Ăn. Gì? Ok. 2, 3, nhạc. Nắng quá nè. Sức kem nắng nè. Rồi sáng nay gì nè. Mặt trời. Ăn. Suy nghĩ gì? Thấy không? Vô luôn. Hay luôn.
và bài thơ cũng đã hoàn thành rất xuất sắc nhờ sự may mắn của Dương Lâm. Bên cạnh đó, Omi cũng thấy được tinh thần rất tuyệt vời của các bạn qua các vũ điệu, nên Omi sẽ tặng đến các khách mời những món quà xinh xinh trước khi đi tìm nhà nhé. Ôi, đây hai con gà đó chưa hả? Được ha. Hên đó là hai người hên đó. Mấy người trước khách mời là đeo nồi điêu sâu chảo, đeo da chai đi. Em quay dai Thánh Vân. Hôm nay em quay lại Thái tử đâu tay. Nó sẽ cắt bọt với em. Chỉ dừng lại ở món quà dành cho các khách mời. Miền Tây còn được biết đến với người dân rất phóng khoáng và hào sảng, nên khách đến nhà cũng phải có chút quà. Omi cũng đã chuẩn bị những món quà để các bạn có thể tặng cho nhân vật ngày hôm nay. Wow. Vậy thôi bây giờ là quà cáp đầy đủ nè. Cũng đỡ đầu quang quang rồi. Đúng rồi, đỡ đầu nhẹ hạt dần rồi. Rồi. Mà cái gọi là cái gì đó, cái hin cũng đã có rồi. Rồi. Vậy thì ba anh em chúng ta cùng nhau đi kiếm chị. Yeah. Đi thôi. Đường quê quanh co xe ngách cao nhanh tò mò, đi dạy làm giàu chứ đâu làm gì để ai mai giàu to. Em muốn làm giàu ha. Ê. Ở đây có anh giả em đi anh Lâm. Em ế quá. Anh nghe nói là bây giờ đi. Mày sẽ qua gặp chị Như, biết đâu chị Như đó có con trai. Anh Huy phụ em một tay. Trời ơi, nói về cái việc gả ghép thì ai qua được tụi anh. Gả nhà nào dính nhà đó thì liền. Cái gu của em là như thế nào Uyển Ân? Gu của em là nhà nhiều đất đai ruộng vườn. Là nhất trai làng anh công tử giàu sang. Còn em là nhất gái quê. Em gái của Trấn Thành. Quá trời tuyệt vời luôn. Uy tín liền. Uy tín liền. Nói với bà con ngày hôm nay chuẩn bị hành trình với tụi tôi nghe. Hôm nay là ba anh em chúng em sẽ đi tìm chị Như. Thì có hai nhiệm vụ chính. Một là mình sẽ ăn sáng cùng với gia đình chị Như. Thứ hai là gả nhỏ em gái của tôi cho chị Như. Đó. Hay quá. Thức giấc sao giờ vàng. Buồn ngủ lắm đấy nhưng mà ráng phải thức khoác lấy mơ quần áo. Lúa về kìa. Gì lúa về là gì? Gì hả? Lúa gì là anh kêu gì? Lúa chỗ đồng. Lúa chỗ đồng. Trời ơi, lúa nó mà chín vàng hết rồi ha. Đẹp ghê á. Kìa, áo vàng lấp ló bên sông kìa. Hình như là chị đó. Bây giờ mấy tụi mình xuống đây để kêu chị vô nha. Rồi, đúng rồi. Chị Khả Như ơi. Chị có phải tên Như không? Chị Như hả chị Như? Em kiếm ai? Dạ chị ơi, chứ phải là chị Như không à? Đúng rồi em. Dạ, dạ. Áo vàng lấp thoáng bên sông là chị à? Không, bên bờ ruộng. Hai bên bờ ruộng. Không đúng là cự liền. Rồi đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy? Thăm lúa, coi lúa sắp chín rồi. Mình coi để cho lái định ngày thu hoạch. Là ở đây là chỉ có bao nhiêu mẫu đất chị? Thở mệt. Tại vì bây giờ chị dành cho sức nghỉ. Nói nhiều quá thì cũng không đặng. Đất của chị làm thì chị làm 30 hectare. Là hectare là mẫu hả? 30 mẫu? 30 mẫu. Dạ hiện tại là em thấy là bên đây là một màu vàng của lúa. Còn màu xanh bên đây là không biết là cái của gì vậy chị? Màu xanh này là màu xanh của rau má. Rau má là của nhà mình hay của người ta chị? Của người ta. Dạ, em chào chị, em xin tự giới thiệu em tên là Lê Dương Bố Lâm. Dạ, em xin tự giới thiệu em là Ngô Kiến Quy. Dạ, em là Uyển Ân. Dạ, tụi em chính là những người trẻ trung năng động đến từ chương trình Sáng nay ăn gì? Thật là hay. Sao chị không cười chị? Em làm chưa đủ cười, chưa đủ cười. Chị ơi. Dạ. Bây giờ là tụi em nhiệm vụ đến đây là để đi vô thăm nhà chị. Bên cạnh đó là tụi em cũng quá đói bụng rồi. Không biết là nhà mình có gần ở đây hay không. Có thể cho em tá túc cũng như ăn sáng với gia đình mình được hay không hả chị? Được em. Em nghĩ là bây giờ mà vô nhà chị cũng xa. Thì 30 mẫu đất mà. Đúng rồi. Thì bây giờ có cách nào mà chở tụi em vô nhà chị mà gọi là nó gọn gàng xíu không chị? Nói chung ở đây thì chị chỉ có phương tiện là máy cày thôi em. Dạ. Mình đi máy cày vô. Máy cày chị đang đầu ở phía dưới luôn kìa em. Ôi, máy cày. Gọi cày ơi. Gọi cày ơi. Anh cày. Rồi bây giờ nè, thấy chiếc xe máy cày ok quá trời quá đất rồi. Vậy bây giờ mình gọi là nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy trend đi. Trend đi. Trẻ trung đi anh phải trend chứ. Anh trẻ mà. Gọi là trầm về trend. Bây giờ là có một cái trend mà nó cũng dính dáng máy cày. Đúng rồi. Mà có một cái người em mà rất là ngưỡng mộ. Yeah. Mono. Wow. Mono có cái bài mà cái gì con cũng đó. Ê.
ha. Nhưng mà bây giờ mình làm mới mình tập nhảy thì không thể nào mình tập một sớm một chiều được. Đúng rồi. Nên giờ mấy anh em mình gọi là làm mấy động tác gọi là căn bản thôi. Động tác vậy đi. Đúng rồi. Đúng rồi. 3 2 1 nhét. Ủa cái gì? Cài con chị à, anh nó gì vậy? Chí Nguyện. À anh Nguyện hả? Nhỏ xíu hà, mới sinh năm 2006 rồi. Đây là mình trồng toàn là lúa hả chị, hay là mình có luân canh thay đổi qua màu gì nọ? Không, chị có lúa thôi. Giống gì chị? SD25. Trời ơi. Dạ. À, có lúa Nhật nữa. Dạ này là vàng là mình đeo hàng ngày hay là có chương trình mình mới đeo chị? À, bình thường cũng đeo nhưng mà bữa nào mà đi ra ruộng có mình không. Ủa? Dám đeo. Lỡ có mình cái lỡ gặp em mà em bảy chị thôi trời ơi. Ủa chị, hồi nãy chị nói là cái vườn rau má là của bà con nhà. Hả? Hàng xóm hả? À, hàng xóm. Không ấy là bây giờ mình ăn, đi ăn đúng không? Ăn sáng đúng không? Ừ. Anh ơi, mẹ có miếng rau, miếng bò, miếng rau trứng á. Anh ơi, thêm rau, thêm bò, thêm trứng. Vậy mà nhà em gì hôm nay mình ăn rau má đi ha. Rau má đi anh, rau má đi anh. Chào cô Sáu, cô Bảy nha. Dạ. Dạ, thấy chưa? Chào quý vị. Anh ơi, xin rau má đi anh, mình vừa có một cái đi ăn mì mà vừa uống nước được nữa. Xin gì vậy, người ta sổ sàng lắm. Sổ sàng hả anh? Thôi mình xuống mình phụ cô chú đi, mình lấy công mình làm lừ đi. Đây cái này kìa, giống nhà cầu khỉ vậy ta. Chết. Đúng rồi, nó khỉ thiệt luôn á. Nguyễn Văn ơi. Anh ơi. Trời ơi. Dạ chào các chị. Như ơi, Như ơi. Chị Lùng, chân chị Nhân. Đi bớt rượu đi Như ơi. Em mới điểm hơn đó. Trời đất ơi. Dạ. Trời không? Là rau má này của anh ta hay là của mấy chị á? Của ta. Ủa? Vậy bây giờ em đi ngang em thèm rau má quá thì không biết là em muốn xin ít rau má thì mấy chị có cho được hay không? Dạ, sáng giờ tụi em đói quá. Dạ. Ủa chị, cho em hỏi là dù là một một công vậy mình gặt khoảng bao lâu chị? Một cái dãy thì mình gặt clip. Một clip đó hả? Không biết ha, một clip là cái clip anh ơi. Clip chừng chút xíu hả? Chừng chút xíu hả? 2 tiếng đồng hồ à? 2 tiếng đồng hồ. Vậy là chị yếu của em rồi, một clip em chỉ cần 3 phút là em ra một clip rồi. Trời ơi, mờ ganh luôn á. Không phải là quay clip á. Ý em là quay clip của em. Vậy giờ sao mình ơi, bây giờ sao để có. Dạ bây giờ tụi em muốn mua một ít rau má để mà về ăn với mì á. Thì em biết bây giờ mua ai về á mấy cô? Lên ăn chỗ mà hơi tặng đi cho nó mới xuống tới đây. Trời ơi. Trời ơi, chị quyền lực quá trời. Mà rẻ mắt gì mấy chú xuống tới đây là quý rồi. Trời ơi. Miếng gì nấu ăn chứ tới gì. Chị bảo vệ tâm chị tốt quá trời. Chị là phải là đồn điền tá điền bà chủ ở đây. Bà cũng là chủ đó. Cho nhiều hơn cái đó. Vậy thôi. Trời ơi. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Hãy cho nhiều đó đi. Trời ơi, tuyệt vời. Đi. Đi, bye bye với chị nha. Cảm ơn chị. Rồi, chị dạ, bye bye rồi. Bye bye mấy cô. Tuyệt cả là dời. Tính ra dưới miền Tây là cứ ra đường một cái là có đồ ăn ha. Rau vô quanh nhà rồi gà vịt thì nuôi. Thấy sao ra vườn hào sản quá ha. Đúng rồi miền Tây mà anh. Trời ơi. Cho là lần là cho cái đàn cái bổ nhìn. Chị có cho một miếng đất không? Cái đó không có đâu em. Ôi, tránh lại hào sản mà bị điên em. Đúng là xe vô tận nhà ha. Trời ơi, em chào gia đình mình. Rồi, dạ, nó tới nhà rồi. Rồi, mời mấy em vô nhà. Dạ, dạ rồi, wow, nhà bự quá. Dánh, không dạ. Có cặp giặt nha em. Sáng nay mình ăn mì, có ngay mà tô mì. Omachi, thêm mờ, thêm trứng, thêm rau. Bữa sáng đầy năng lượng, Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò rau. Sáng nay mình ăn mì, có ngay mà tô mì. Omachi, thêm mờ, thêm trứng, thêm rau. Dạ, em chào anh chị. Chào gia đình mình à. Dạ, chào cả nhà. Trước là ngày hôm nay tôi với ảnh xuống đây để mà thăm anh chị có ít quà. Đây, gửi cho anh chị. Còn sao là mình nói vô cái vụ chính luôn nha mình. Đúng rồi. Thì bé Dánh đây cũng đã tới tuổi cặp kê. Tuổi cặp kê. Thì biết con của anh chị thì cũng tới tuổi kê cặp. Đúng rồi. Ngồi đi con, không sao đâu. Để nói cho. Ừ, dạ, ngồi đi. Dạ mẹ. Cho nên tới đây để mà ra mắt
cũng như là cho sếp nhỏ trò chuyện với nhau. Chị thấy sao chị? À, cũng được em. Cũng được em. Cũng được em. Ngồi đi ông anh. Thì mình đồng ý. Đồng ý. Cái tiền mai mối tôi 10% nha. Con gửi mẹ. Con gửi mẹ. Trời ơi! Sao tôi... Nhanh quá! Đáng lẽ hồi nãy không chịu thôi. Nói trời ơi, anh ơi, anh đừng có diễn. Chị ông đầu quá! Anh đừng có diễn mà anh ép. Em rất là bực mình nha Lâm. Anh đừng có kết nối em gì, không có nhu cầu nha. Tại vì nó lỡ duyên của em. Hồi nãy rõ ràng, sau khi nghe bà chị nói 30 mẫu đất, anh ơi! Đấu căn nhà mặt tiền quốc lộ. Trời ơi, cái vô đấy anh lắc gà giùm em nha. Anh thấy không? Hai cái tóc là thấy hai mẹ con có số rồi. Trời ơi! Ảnh kia. Chào anh. Ủa đây là con mình hết hả chị? À con. À đây là gái lớn của chị. À gái lớn. À, đây là thằng giữa. À, thằng này là thằng lớn nhất. Ủa? Ủa? À, này là nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Vậy Quy thấy sao về chị? Ủa? Chị cũng chưa có gì. Thôi nói nào ngay. Em uống nước em. Vậy là 15 mẫu. Trời ơi. Tôi chia mình mẫu gữ. Quá à, vô vấn đề chính đi. Wow. Dạ, vấn đề chính ngày hôm nay chúng em thật sự đến từ chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Và chương trình của tụi em là đi khắp Việt Nam nhằm tìm hiểu và mang đến bữa ăn sáng chất lượng cho gia đình Việt. Yeah. Hay quá trời ơi, đứa chân. Bên cạnh đó là gắn kết tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình lại với nhau. Thì biết là gia đình mình gọi là cũng nhiều ruộng vườn rồi nọ. Nhiều khi sáng đi làm rồi vất vả. Ăn vội ăn vã, không có thời gian trò chuyện lại với nhau. Thấy không? Ai cũng nín thinh, không nói chuyện dễ trời rồi. Bớt minh họa là gì quá. Đó, cho nên hôm nay trước mắt á là tới đây để mà gọi là giới thiệu Dánh với lại Quy để coi sắp nhỏ nó sao thì nó từ từ tính. Cái điều quan trọng á là ngày hôm nay sẽ tới đây để mà ăn sáng cùng gia đình không mình. Không có đòi nợ, không đòi nợ. Hạ tông xuống. Cái tông bị lớn quá. Bị lớn quá. Đúng rồi. Xin ăn sáng cùng gia đình mình với món mì được mang tên là Omachi sốt bò hầm. Đó. Thì không biết là gia đình mình có đồng ý để cho tụi em gọi là vô gọi là ăn sáng cùng gia đình mình không ạ? Đồng ý em. Dạ đồng ý ạ. Rồi, trước khi đồng ý mình giới thiệu bản thân của từng thành viên ạ. Dạ mời anh trai. Anh tên gì ạ? Tên Trung. Anh tên Trung gì Trung anh? Bùi Hữu Trung. Bùi Hữu Trung. Anh ơi, đây hình như cái này mình đây gặp ở đâu rồi á. Sinh năm mấy anh? Anh sinh năm. Trả lời em rồi. Nhiêu anh? 1980. Rồi. Anh thì đi làm ruộng. Làm ruộng. Nhà có bao nhiêu mẫu đất anh? Anh thì có hiện tại anh đang canh tác 30 hecta lúa. 30 mẫu lúa. À. Ừ. Giấy tờ là sổ đỏ là mình đứng tên đó nè. Đúng rồi, sổ tắm là mình đứng tên. Không mấy lên đây ngồi nè. Vô nhà người ta trò chuyện đàng hoàng, phải hỏi cái gia phả người ta. Thì đó, tôi hỏi thử coi có trùng khớp đáp án hay không. Tôi thấy cảnh này quen rồi, không nói vậy. Em đã lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh. Ê, còn chị em biết rồi, chị khỏi nói. Ê. Ủa anh? Con tên gì con? Con tên Như Ý. Con năm nay 21 tuổi. Con đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Cần Thơ. Con học chuyên ngành về gì? Dạ, con chuyên ngành về công nghệ phân bón. Vậy chú muốn thử con cho 1 kg kali cộng trộn thêm ê, nó nghe nè. Đoạn này á, đoạn này ví dụ như mà nó đúng á là khán giả khen ơi, thầy thông minh nha. Vậy đó hả? Mà đó sai kỳ lắm. À vậy đó hả? Thì ra trường thì con sẽ định đi làm ở đâu hay là về phụ ba phụ mẹ? À, con hướng là về làm ruộng phụ ba. Wow, ba mẹ chú làm ruộng. Nhưng mà khi mà làm ruộng thì chú thấy chú sợ quá. Tại vì ba mẹ cực quá. Nhưng mà tại sao mà con vẫn nuôi ước mơ là làm cái nghề của ba mẹ luôn? Dạ, tại vì làm ruộng con muốn cải tiến lên, phát triển một số máy móc để cho đỡ người nông dân, đỡ cực hơn. Với lại do một số là canh tác phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học làm ảnh hưởng tới đất, nó gây ra chết đất, nên là con muốn về để
phát triển cái đất đai nó cho nó màu mỡ, nó không còn gây ra chết đất nữa. Trời ơi, rớt nước mắt chưa anh ơi? Thấy ba mẹ khổ á, cái về để phụ giúp ba mẹ. Mà phụ giúp bà con luôn mới hay. Đúng rồi, còn ngày xưa ba mẹ em làm công nhân, đu làm ruộng đu nè. Em thấy khổ quá. Em bỏ quê lên Sài Gòn. Em bỏ quê lên Sài Gòn. Em cũng kinh qua gần mười mấy nghề chứ vậy nổi đó. Gì. Rồi con trai. Dạ, con tên là Chí Nguyện. Dạ, năm nay con 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của Đại học Cần Thơ. Con học chuyên ngành gì? Ngành nông học. Về cây hay là về ruộng, về đất hay về phân bón? Con nói rõ cho chú biết để chú test nghề con coi. Dạ, về trồng trọt. Trồng trọt hả? À, cách trồng trọt. À, trồng trọt. Phương pháp trồng trọt. Ok, vậy cho một vụ hè thu, cộng một vụ đông xuân. Anh Binh ra để đại học hay gì bây giờ? Thì con học cái đó gì? 21 rồi con làm cho quê hương của mình hay là con có ước mơ phát triển hơn ở đâu nữa không? À, làm ở quê. Ừ, cảm ơn con. Con thích chị Dánh không? À, không, 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 em ơn, đừng mắc cỡ. Em không thích. Con gái nè. Chú hỏi con nè. Chú hỏi con kìa. Con tên gì? Dạ con tên là Thiên Kim Nhỏ. Thiên Kim Nhỏ rồi Thiên Kim lớn đâu con? Ở trường con có một bạn Thiên Kim lớn. Con mấy tuổi rồi bé? Dạ con 4 tuổi. 4 tuổi là gần bằng với cô Phin nhà chú. Con nghĩ sao về cô Phin? Đúng, con nghĩ sao về cô Phin? Biết cô Phin không? Dạ biết. Trời ơi. Trời ơi. Hoài, chủ tịch mà. Thôi, tới đó được rồi. Được hỏi sao không? Dạ, đến đó dạ. Đói bụng chứ? Đói bụng chứ nãy giờ. Thì em đã chuẩn bị tất cả là mì gói rồi. Thì không biết gia đình mình có trứng bò ra không? Có để cho tụi em ăn ké được không ạ? Thôi em đừng nói vậy. Gia đình mình ví dụ mà có nhiều cái nguyên liệu khác thì tụi em cũng mừng thêm. Dạ đúng rồi. Cái đặng mà tụi em cũng mang thì có mì ở đây rồi. Dạ. Có hai miếng rau mua rau má. Dạ. Tự dọc đường đi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cơ bản là trứng bò rau với gia đình mình khó mà. Có em. Có luôn. Trứng mình có thể mình đi vòng coi gà với vịt đẻ ở đâu cái mình lượm vô. Cậu đằng kia có một cái ổ trứng. Hay quá. Vậy ngày hôm nay tụi em tới đây không biết có phiền anh chị hay không? À không em. Anh chị nói phiền cái hết chương trình. Phiền cái máy quay về hết luôn. Dạ rồi, thì bây giờ gia đình mày đã đồng ý rồi. Thì bây giờ xin chia và phân công. Như đây con người mà xuống bếp thì hơi bị chật. Có nghĩa là mình sẽ phân công 50 và 50. 50 và 50. 50 sẽ trò chuyện vui vẻ, tâm sự cùng nhau. Nói về chuyện đất đai và chuyện sắp nhỏ. 50 còn lại sẽ gọi là xuống dưới để mà nấu. Thì bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi để mà phân công ai sẽ người xuống bếp nấu. Thì không biết là ở dưới quê mình có những cái trò chơi gì mà thú vị không chị Hen? Anh chị không chơi gì. Sao cười không? Ý là bình thường anh chị chơi làm sao quá. Ý là một cái gì? Chơi gì đó? Chơi mấy trò chơi, chơi gì? Nhỏ chơi trò chơi gì hết đâu. Mình chơi gì hồi nhỏ chị chơi gì? Ở dưới quê chị á. Nhỏ thì chơi nhảy dây. Nhảy dây. Tạc lon. Rồi bún thun. Ờ, thì nói chung là đơn giản mấy bắn bi rồi ha. Bắn bi đồ hen. Không mà tới đó thì chị không có bắn. Mà người ta bắn chị gom. Cả mấy thằng trai chơi mình gom. Rồi vậy bây giờ thấy mấy trò chơi cũng thú vị đó. Nhảy dây hả? Nhảy dây thì tại xương khớp tụi em thì không ổn. Bị đi điện với lại bị đó, chơi được nhiều quá xương sống quá. Bắn bi. Mắt em hiện tại là bị lé, bị cận. Chơi cho em bị lé kim. Bún thun hơi đau đớn quá. Bún thun hả? Bún thun à? Bún thun thun là bún bún gì nè. Bún vậy thì nó bị nhạt nhẽo. Vậy thôi gọi trò cuối ma lon đó. Tạc lon. Tạc lon ma lon ma không biết gì đây anh. Dạ bây giờ em cần một gọi là 3 hecta. Tụi em chơi tạc lon thì biết đất nhà mình đủ để tụi em chơi không à? Tạc lon mình ra phía trước sân được rồi em. Vậy đó hen. Vậy bây giờ tụi mình sẽ ra chơi tạc lon. Nắng cũng đẹp á. Đúng rồi, nếu như ai thua thì sẽ là người xuống nấu. Bếp nấu dọn bưng lên ăn xong rửa không cái rửa nhiều không cái rửa là nhiều chơi khác ha. Cái rửa là chơi trò khác. Được nấu rồi. Là một rửa là trò khác. Rồi thôi bây giờ mình ra ngoài mình chơi đi ha. Chơi. Rồi xin mời. Sáng nay mình ăn mì có nghe mà tô mì thêm mờ thêm trứng thêm rau. Sáng nay mình ăn mì có nghe mà tô mì thêm mờ thêm trứng thêm rau. Chơi. Ủa buông ra. Chỉ anh em gì đây chơi á? Gia đình người ta đâu sao có mấy anh em mình chơi vậy? Bây giờ mình chơi để tìm ra người thua đó. Đúng rồi, mình lại nhà người ta bắt người ta chơi nữa, kỳ quá. Ở nhà xin ăn bắt ta nấu cho mình ăn. Đây nghe, bước đây nghe, bước đây. Xe đụng ngay, xe đụng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa? Ôi. Gà, bà gà. Trứng. Chị gà ơi, chị gà, tụi em đói quá. Chị có thể cho em vài cái trứng của chị được hay không? Hay quá. Trời ơi. Thôi mang vô nấu mì luôn. Trời ơi. Trời ơi, quá vậy. Rồi bây giờ mình vẽ ô nha. Mình vẽ đi.
tạt ra khỏi cái ô này là thua nha. Tạt ra khỏi cái ô là thắng chứ sao thua. Giờ ai tạt đi, ai làm ngã được cái lon. Thì người đó là người thắng. Là người thắng. Là người đó quyết định. Đúng rồi. Ok ok. Rồi. Rồi chưa? Dữ vậy. Rồi, anh ơi. Đi quýnh lộn quá. Anh lấy dữ vậy. Anh chấp em đi. Anh xài chiếc này nè. Rồi tôi chấp em luôn. 3 2. Thời gian á. Ê xa quá vậy. Cứ chậu đi, niềm tin em, cứ có niềm tin là mình sẽ tới. Đúng ê, rồi. Đúng ê, rồi. Trời ơi, xem chỗ quay phim vậy em. Anh ơi, sao anh chọi anh không trúng vậy? Cao quá. Ê, cái dép đâu được em ơi, chấp sâu quá. Anh lấy dép này nha. Dạ. Ê, không được là hướng gió. Giờ chọi gô rồ đi. Thôi gô rồ đi. Bây giờ mình chơi ai chọi rớt cái gô rồ là cái gì đó. Lấy cam. Cười nó ngu nha. Ngu nha. Thôi, tôi chọi nè. Chơi nghiêm túc đi. Trời anh ơi, ơi anh ơi, ơi dép của em cho anh lượm cho em nha. Mày mà trời ơi. Ơi mày mà trời ơi. Trời ơi. Quỳ. Trời ơi. Quỳ. Ai thử. Ê, mày quá. Ê. Chết rồi. Hả? What? Anh giữ vậy à? Anh giữ vậy. Người kia. Người kia. Em thắng rồi. Thôi được rồi. Vậy thì em được chọn một ngư. Em thì nếu mà vậy em có một điều kiện. Em rất là ghét rửa chén. Vậy thì em sẽ nấu còn mọi người rửa nha. Ok. Bây giờ người nấu với em sẽ chọn một ngư. Ai muốn nấu, ai muốn rửa, ai ghét rửa chén thì ai thích rửa chén thì rửa đi. Em nói cái gì? Tóm lại em nói cái gì? Vậy anh sẽ là người rửa chén cho. Dạ. Vậy là Dánh sẽ là người nấu cùng anh Quy. Ok. Em sẽ là người rửa chén. Rồi. Rồi. Hai thằng chúa tể game show mà chơi thua một con bánh bèo. Mà nó chưa chơi game bao giờ. Trời ơi. Sáng nay mình ăn mì có ngay mặt tô mì. Thêm mờ thêm trứng thêm rau. Bữa sáng đầy năng lượng. Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò rau. Mình ăn mì có ngay mặt tô mì. Thêm mờ thêm trứng thêm rau. Trời ơi, gian bếp kìa. Ôi, nhà rộng rãi. Anh muốn ăn rau gì? Mình có cải thảo, có cải thìa. Bò đi. Bò rồi, anh trực diện protein nữa ha. Đây. Protein, bò. Đây, hai cục luôn nè. Em hay nấu ăn không vậy Dánh? Dạ, không bao giờ. Không bao giờ. Tuyệt là vời. Vậy thì bây giờ em sẽ là phụ tá. Bởi vì tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp. Có bò rồi, chúng ta phải lấy miếng nấm đi. Điều anh đi. Ơi bò quá gu. Anh ơi bò quá gu. Người ta cho mình ăn nhỡ đậu rồi mà mình còn ăn bò quay gu của họ nữa. Có rau được hả? Mình có rau luôn mà. Em lấy rau đi. À rau hả? Đúng rồi. Làm dâu phải vậy nha. Trời ơi. Để hồi nữa anh nói lại gia chủ em rất là đảm đang. Đây. Wow. Rau. Làm mì gói lại ở nhà có hay làm không Dánh? Có anh, bỏ mì vô cái tô. Bỏ nước sôi. Đúng rồi. Tuyệt là vời. 1 phút là có ăn. Nhưng mà vậy là nó còn sẽ còn hơi cứng cứng. Đúng rồi, nó hơi sực sực một xíu. Mì có chia thành 2 trường phái nha. Đúng rồi. Anh là thích ăn mềm mềm. Mềm mềm. Trời ơi, ê hề quá vậy. Vậy bây giờ mình đi thăm đường hả chị ha? Cái này đọt rau chạy đúng không chị? Đúng rồi, cái này là rau chạy nè. Cái này mình cái này mà chấm mắm nêm ha. Luộc đúng rồi. Chấm mắm nêm lên. Ăn với cá chiên. Đúng rồi. Cá chiên rau luộc. Làm mắm nêm. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy cái này nè. Trong đây có ổ dịch nè. Ồ, đẹp
đẹp quá. Có nào mà có bài dịch xong cái một ngày nọ mà vẫn nguyên bài về không? Có. Nhiều lắm luôn á. Thấy vậy thôi chứ hả, cuộc sống của chị đã biết bao nhiêu người mơ ước. Vừa yên bình nè, nhà cao cửa rộng nè, con cái đề quề nè, hả chồng thì hả lo làm nè. Trời ơi, ai mà bằng chị. Rồi ở đây mỗi lần giải trí là sao chị? Karaoke hay là gì em thấy trong nhà này có cái lo chà bá luôn, chắc con ca cũng dữ hả? Ở nhà ca. Chị ca ai ca? Chị ca rồi anh ca rồi em. Dạ. Bé nhỏ cũng ca hết. Em về em xông ca chị được không? Em đi trên cỏ nữa không? Thuộc không? Chơi luôn sợ gì đây áo bà ba ok quá trời. Hên xui. Hên xui ha, vậy em trước ha. Dạ. Em đi trên cỏ non mọc ốm đôi bờ đường đê. Tới chị đó. Em chỉ nghiêng non lá chân rung rè qua nhịp cầu tre. Tiếp luôn. Em chưa qua qua nơi quê hương em ở ngoài thành mái nhà tranh. Em chưa qua mấy sông vượt mấy đèo, như trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lần lội về thăm. Chị ơi. Sao? Em thấy càng ngày càng xa đó. Đuôi dạy đi. Nhìn giả không vậy? Vậy đó ha, em giỡn thôi chứ chị ơi, em đàng hoàng. Thôi, để cho chị em mình vô đi chị ơi, nắng quá. Bây giờ mình trần trứng. Trần trứng, trần trứng. Trần trứng đi. Trần trứng, trần trứng. Này giống không ta? Ủa, em tưởng để trứng rồi để nước nước nóng vô là xong rồi chứ. Không, tại trứng mà kiểu mà bên ngoài nó trắng mà bên trong em cắt ra nó sẽ chảy cái lòng đỏ ra. Ủa, anh làm tới vậy luôn hả? Trời ơi. Ôi, anh ơi. Masterchef gọi tên tôi. Wow. Đúng rồi, anh đúng là weekend cook mà. Cây chân đây. Gà mẹ ơi. Không trả lời. Cục tá. Thôi gà mẹ nói ấy đi, đỡ nuôi đi đuôi, đỡ nuôi. Thôi mình chỉ cần cắt cái này mình bỏ đây là xong rồi. Dạ đúng. Đúng không? Trời quá dễ, 3 phút cho một bữa ăn. Trời ơi. Dễ giống tôi. Đúng vậy, em có thể ăn cái này cả tuần. Đây là kỹ thuật chừng trứng. Nước đã sôi, sủi bọt nè. Sau đó mình sẽ phấy cho nước thành hình lốc xoáy. Sau đó mình làm gì? Mình sẽ nhẹ nhàng thả quả trứng này vào. Anh biết có anh Dương Lâm anh sẽ nói gì không? Gì? Anh bị màu mè. Màu mè. Hỏi sao đi? Sao vậy? Sao vậy? Thiếu bị thiếu một câu vô không được. Sao chạy dữ vậy? Sao chạy dữ vậy? Trời ơi. Chị em cứu tôi thôi. Anh bị yếu nghề á. Anh không, em chị không ra hình thể. Anh bị yếu nghề rồi. Ví dụ người ta chạy gì nè. Ví dụ người ta chạy. Trời ơi. Anh ơi, tôi mới tán con ghế chưa hại nào. Thì đó là do anh em yếu, em cố tình tạm miếng hề. Trời ơi, em ơi đâu chạy nè cưng ơi, luộc đi em ơi. À. Rồi giả lên. Đúng rồi, ghế thiệt nè, nè chiền nè. Đúng rồi. Ê, chơi thì vui á. Ê, nãy game để chơi gì vui hơn nè. Chiền cứ khi nào mà rau này nó không chạy nữa. Ê, cái chỗ có đồ chứ. Rồi, xong rồi. Chặt hết rồi. Trời ơi, anh ơi, đây là canh trứng cà chua luôn. Mà ổn không, ổn ơi, giờ ổn không? Anh ơi, bị màu mè. Bị điệu đúng không? Đúng rồi. Đó. Anh ơi bớt điệu giùm em. Cho lo nói chuyện. Cho đời Tuấn Trần rồi. Tuấn Trần. Rồi. Tuấn Trần nha. Có Tuấn Trần. Rau chạy làm thật ngon. Nhưng mà như đây sao đủ ăn? Đủ rồi, nhỏ chạy thôi. Đi. Không có tâm lý chạy cho một cọng rau được không? Nè, ăn sống rồi đi. Trời ơi. Cọng rau tôi chạy nè. Trời ơi. Ê. Ủa bị gì vậy anh? Rau dính. Trời ơi. Wow. Trái trứng ơi. Con Quỷ Lâm, anh đang phải trứng nó chạy vô làm anh bị giật mình. Anh ơi, vậy mà nãy anh nói anh mắt tôi chép rồi. Ở nhà là có một cái mẹo á. Em bỏ cái trứng này nè, bỏ nước vô, bỏ miếng muối vô, cho sắp mặt trứng, bỏ lòng bia ba trong vòng 2 phút là xong. Anh biết cái kiểu này không? À. Anh ăn xong anh còn chút xíu nước mì nha. Xong rồi cái bỏ cái trứng vô, anh bỏ vô lòng bia ba. Vô. Đúng rồi, nó là trứng hấp Hàn Quốc, ngon lắm. Rồi sao có một gói mì thôi mà nấu được quá trời kiểu vậy trời. Trời giống xé túi mù quá ha.
Wow, chúng tôi xé ra được bắp và rau. Xé túi mù nha cả nhà, nên mình có gì nha cả nhà. Wow, chúng ta có nước sốt. Ăn liền ngay tô mì, 3 phút là có, thiệt là đâu khó gì. Ngắm nghiền, omachi. Sốt mà hình được đánh thì là không vô vị. Thêm trứng, thêm cao, thêm bò. Ê, bình thường là mình sẽ làm một cái nồi bự á. Đúng rồi. Mỗi là ăn hết đi ha. Bình thường là một cái nồi là chấp đủ ăn chung, đúng rồi. Mà mình tới nhà người ta, mình làm gì người ta nói mình đúng sẽ rồi. Là mình phải lịch sự. Lost teacher. Là mất dạy. Lost teacher. À, lost teacher. Yeah, your English like my má lê giang. Yeah. Nào, chanh nước lèo thôi. Thành phẩm thấy không? Độ chín vừa phải. Cái trứng còn chúng ta nóng nín như là rau câu. Rồi, 2, 3 đi thôi. Dạ xin lỗi anh Xui, chị Xui, mới ngày đầu làm dâu mà em nó còn chậm chạp quá. Dạ để tôi mạn phép nhắc nhở em nó. Bớ dành ơi. Ồ, chờ em xíu nha anh chị ơi. Thằng ơi, lẹ lên. Trời ơi, ngày đầu làm dâu là chết tôi rồi. Chừng nào ba mẫu đất mới về thiệt á. Dạ con xin phép cả nhà. Ủa mẹ. Gì? Bưng nhiều quá rồi mẹ. Trời ơi mẹ đây, mẹ trò chuyện cũng mỏi miệng con ơi. Mẹ xuống mẹ bưng cái rau ma mà. Mày tào lao, tay trắng tay đen đưa thua đi. 2, 3, vô. 2, chơi sao? Nè 2, chơi biết liền à. 2, 3. Rồi em đi á. Đi đó. Đúng rồi. Wow. Đây 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 đây. Mẹ này thiệt luôn. Ủa sao vậy? 30 mẫu đất là phải là của em. Sao vậy? Dỗi gian. Dỗi gian. Sáng nay mình ăn gì? Sáng nay mình ăn mì có ngay mặt tô mì. Thêm mỡ thêm trứng thêm rau. Dạ rồi xin mời gia đình mình à. Mời gia đình mình dạ. Dạ mời gia đình mình. Trứng bò rau. Đó, bỏ rau vô. Cái rau này trụng rồi nè, rau này trụng rồi nè. Dạ rau rau chạy nha. Em ơi cái ngày đầu mà mình vô mình gặp ba má chồng của mình, không ai mà luộc rau chạy cho ba má ăn hết trơn á. Ủa vậy hả? Trời ơi, ăn xong là ba má chạy em luôn đó em ơi. Không dám đâu anh, ba má chạy tiền để cứu em đó anh ơi. Gì đó hen. Đó. Dạ mời cả nhà ăn mì. Dạ mời gia đình ăn mì. Mời mấy em. Sáng nay mình ăn gì? Sáng nay mình ăn mì có người mà tô mì. Gia đình quấn quýt bên nhau. Ma chi cho thêm tô đi. Và ô ma chi. Bây giờ là con muốn biết là ngày xưa ba má quen nhau như thế nào á. Để con có kinh nghiệm. Để con có kinh nghiệm. Con gái không cười vậy. Em, ai mà dạy hoài. Con gái ngày đầu về ra mắt người ta mà cười gì mà hả hả hả. Ừ, là cười. Ờ, dạ con cháu nó còn nhỏ quá, chị xui thông cảm. Qua cho con cháu nó. Ba má ngày xưa quen nhau như thế nào vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ba đi bộ đội. Ba đi bộ đội, dạ. Má phụ chị dâu bán quán cà phê cho bộ đội. Wow. Rồi quen nhau nhưng mà dạng như nó gọi là tình duyên nó trắc trở lắm hồi đó là mình không có phải là mình kết nhau cái nhìn đầu tiên đàn ông gì đi bộ đội mà cứ sáng ngày đi ra là uống chai sữa đậu nành hồi xưa hoặc là nước chanh. Đàn ông người ta phải uống cà phê chứ mình đi uống sữa đậu nành với nước chanh không à. Thấy ghét nghi chắc không phải đàn ông. Trời ơi, là nghi ngờ nghi thiệt luôn. Trời ơi, giờ lấy 10 đàn ông mà uống gọi là đậu nành hàng ngày. Trời ơi, mà giờ tới giờ vẫn vậy, cà phê không uống, thuốc lá không hút. Wow. Trời ơi, tuyệt vời quá vậy. Ờ, nuốt hết đi. Mẹ em thấy bé làm sao? Trời ơi. Ê, có nhịp nghe. Lúc đầu hỏi, rồi đầu hỏi là. Nhưng mà cái quan trọng là bé nó không có một nhịp nghỉ luôn. Không nhịp nghỉ luôn. Hỏi đi bé vậy nè, hỏi đi thấy chị. Thấy chị sao em? Cái gọi là không chấp nhận được. Mẹ mà ngày xưa có cái kỷ niệm gì mà in hằn trong tim mẹ tới bây giờ vẫn còn nhớ không mẹ? Nhớ, gia đình có điều kiện chút xíu nhưng mà keo lắm. Keo hả? Trời ơi. Hồi đó gọi là người yêu cũ á. Của ai, của chị hay của anh? Của ổng. À sao? Cho hẳn người ta một chỉ vàng luôn. Trời đất ơi. Cái tới quen chị cho có một phần. Trời ơi. Để rút kinh nghiệm lại lần đầu á, mình gọi là mình chia tay mình đã mất chỉ vàng rồi. Lần thứ hai lỡ cho chị. Dạ là xíu không? Mà cho em hỏi một phần nữa có ra ten hay không? Có 500 hết được không? Không biết luôn nữa. Không, cái đó không biết luôn. Giờ mà kẹo giờ bà mới có 30 cho chục mẫu đất có hành ha. Đúng rồi. Ôi. Vào vàng đeo đầy tay. Chị ơi,
Một ngày là khi mà ông mặt trời thức dậy là chị làm cái gì kể em nghe coi. Sáng nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ít có khi nào mà ăn chung cả gia đình lắm. Hiếm lắm, bữa nào mà công việc nó thảnh thơi xíu á, hoặc là chủ nhật á là mới được ăn thôi. Còn ngoài trừ từ thứ hai tới thứ bảy á thì hầu như mà nay nấy ăn. Bây giờ tính ra là có một cái điểm chung của anh Quy. Em đi làm, em dù những cái tập phát sóng ở thành thị á thì người ta cũng bận rộn, ít ăn chung. Hồi nãy khi mà về dưới đây thì em nói ôi cái làng quê thanh bình quá. Chắc chắn có ăn chung buổi đúng sáng. Đúng rồi, ha. Ấy vậy mà khi mà trò chuyện thì cũng không ai ăn chung với ai cả. Đúng rồi, nhưng mà có cái bữa tối thì mình lại được ăn chung. Bữa sáng thì mình ăn đơn giản thôi, mình có thể mình ăn mì. Nhiều khi là bây giờ cả nhà vậy nè, mình nấu mì ít rồi cái nhà còn cơm nguội mình ăn vô chung. Cái nét văn hóa độc đáo nha. Bỏ cơm nguội vô ăn luôn. Rồi hoặc là nhiều khi mình có thể là sáng ngày mình còn cơm nguội bữa trước nhiều á thì mình chiên cơm với trứng. Trứng thì cứ đi vòng vòng thì gà có, vịt có. Đẻ ở đâu mình thấy trứng thì mình lụm vô thôi. Dạ anh nói ra là anh ít nói gì luôn ha anh, hay là ngày hôm nay có chị nói quá anh nói không lợi? Bình thường thì anh vậy thôi. Chị nói nhiều hơn anh. Sự hòa hợp á. Ôi ba được quá ha. Ba không đủ chè, không ấy. Rồi con đi học thường xuyên vậy đó thì cũng ít thời gian gọi là ăn sáng với gia đình hả? Dạ. Rồi mỗi khi ăn sáng gì con thấy vui không? Dạ vui à. Rồi con là con là cũng thường xuyên ở với gia đình hay là con đi học lâu lâu mới về đây? Dạ con lâu con mới về. Vậy con là chứng kiến cái nỗi khổ của ba mẹ. Ba mẹ gọi là vất vả nhà. Dạ. Tuy là còn bay thẳng cánh thiệt nhưng mà thật sự mới mở mắt ra là má em mừng nông đi cày bừa, tía em mừng nông đi cày bừa. Má em là một người nông dân và tía em cũng là một người nông dân cùng sống trên 3,000 mẫu đất. Ba cùng sống trên 30 mẫu đất đó. Nhân ngày mình vô đây ta nói gia đình sum họp với nhau. Dạ, ngày dâu về. Dạ, mong mong một ngày đó con bé dâu về nó quán xuyến mọi thứ, nhỏ nó nhiều lại nó gắn kết hay lắm, nó gắn kết hay lắm đó. Cái mong nó về đây sẽ gắn kết gia đình mình lợi, nghe không? Lần ba quá tam ba bận. Dạ không biết là cái mẫu người con dâu trong bụng của anh á, anh ưng cái mẫu người như thế nào, anh có thể đưa ra những gạch đầu dòng được không? Rồi gạch đầu dòng nhất. Cũng bình thường thôi, hòa đồng. Hòa đồng tẹt tẹt, nó không hòa đồng anh ơi. Nó không hướng nội, nó không có mình đó hả? Ban đầu nó vô nó không chịu mà nó nghe ba chục con đất, nó thái độ vậy. Mà cái nhỏ này tánh sống hướng nội lắm. Dạ, anh ơi, nó giao da trơn á. Tiêu chí thứ hai là gì anh? Nói chung biết quán xuyến công việc gia đình. Anh thấy nó một nó để cái này nó chè hẻ là anh biết là nó không quán xuyến. Nó quán xuyến được một chuyện mà đùi xã hội không à. Đúng rồi, trời ơi. Việc nhà chưa đổ ngoài tỏ đã thường là nó đó. Tính có 3 tiêu chí mà nó rớt hết 2 rồi còn gì ta. Em tin là còn một cái cúng là cái gì đó. Dớt giác được không phải không? Dớt giác được, dớt được. Nói chung là năng động một tí. Có năng động. Ừ nó bị điên luôn, nó bị điên luôn. Ừ, em điên lên. Hả? Có nhiều năng lượng. Hôm nay chị thấy bữa ăn như thế nào? Nói chung thì ngon. Ngon. Vui. Vui. Dạ. Dạ con vui nấu. Dễ nhưng mà vui được về đúng không anh? Ê, nãy nghe cái câu chuyện muộn chán bị thèm quá không? Thèm hoài, anh đói lắm anh Quỳ. Anh ăn bị hết nửa son của người ta phải rồi. Không ăn cơm mà có tiếng cười vui vô ăn bị bén cơm. Hồi nãy nghe chị nói ở đây có một loại gạo đặc biệt. Wow. Đang muốn thử. Là hạt gạo làng ta đúng không? Con anh ít chị không phun thuốc. Đúng rồi. Rồi vậy để chị vô chị lấy. Thôi để chị. Để chị để đó, để em. Anh ơi nồi cơm chị biết nhà phòng ngủ nha. Anh phòng ngủ chi vậy? Anh hay kiếm lộn nồi cơm buồn ngủ. Không mà cái phòng chị kế cái bếp luôn. Cái hình dạng nồi cơm sao chị? Nó vuông vuông, nó có mặt mạ. Nó vuông vuông, cái mặt mạ cái tròn tròn. Đúng dạng. Rồi, dặn à. Tại vì cái đó hình như mà nồi cơm nó cần bắt quật ra khởi động. Bắt quật như chị. Xảo số. Xảo số. Vậy thôi cả nhà mình dùng cơm để em ăn cơm ra ha. Mắc sao? Tôi đã về rồi đây mình ơi. Wow, cơm nguội hả anh? Đúng rồi, mật khẩu nhiều số quá. Là có vô thử rồi hả? Có dặn nhẹ. Mà thấy báo động. Đây gạo nhà mình nấu hả chị? Gạo nhà mình. Nhà mình trồng. Lúa nhà mình trồng. Mình đem đi xa về gạo của mình luôn. Cái này là gạo ST25 Organic. Rồi ở đây mình cũng có thêm một loại gạo nữa, đó là gạo tím, cũng organic luôn. Nhưng mà cái gạo tím thì nấu lại không có thời gian. Mấy bữa nay không có nhà, thành ra không có nấu trước, thành ra không có cơm nguội. Chỉ có cơm nguội này thôi. Dạ, gạo này thì kinh tế hiện tại đang là cao nhất phải không chị? Hiện tại là cao nhất. Xuất khẩu luôn. Nó cũng ngang ngửa với gạo tím, tại hiện tại hai loại gạo đó ở đây mình làm thì nó đều là gạo organic hết. Hiện tại là mình theo nghề nông này cũng như là cái loại gạo này đã bao nhiêu năm rồi chị? 6 năm rồi. 6 năm.
thử không? Mình mang cơm ra rồi. À, thử miếng đi. À, cái này mình ăn mình cũng chế mì rồi đúng không? Nè, bỏ vô cái anh bỏ vô cái nước mì á. Nói chung là cái gạo này á thì ăn cái kiểu gì nó cũng ngon. Vừa gạo ngon mà cũng như là cái công sức mình bỏ ra nó ngon đúng không anh? Đúng rồi. Bởi vậy. Làm bằng cái tâm đó lên cái tầm liền ha. Trời ơi. Cái tầm liền. Trời ơi. Mấy tấm liền. Dạ thưa gia đình mình, hiện tại là gia đình mình cũng đã no rồi. Em no cho em. Rồi. À nói rồi, em no chưa ạ? Dạ rồi. Và nếu gia đình mình đã no thì bây giờ sẽ là những cái tiết mục văn nghệ mà bên đội phường khâm xã của em xuống đây để phục vụ gia đình. Đầu tiên bên em sẽ có ca nghệ sĩ, diễn viên MC hài Ngô Kiến Huy. Và không biết ngày hôm nay đến đây, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Ngoài những cái bữa ăn thịnh soạn như thế này gồm mì ốm chi sốt bò hầm và trứng bò rau, thì không biết anh có tiết mục văn nghệ gì để gửi đến gia đình hay không? Thì không nói nào ngay mọi người ạ. Nói đâu ngay ạ. Ăn rồi đúng, cũng đã vô bếp lăn lộn nấu mì rồi đúng không? Thì hôm nay xin phép được phục vụ một bài hát. Wow, cần chủ động không anh? Hát gì chuyện đó? Đúng rồi, chơi luôn bài đinh của anh nha. Ok đinh. Giả giờ yêu câu được câu gì ạ? Lưng của đinh vậy cho em tiểu phẩm ăn đầu đi. Ok em chia tay. Ok không? Ok rồi, chuẩn bị vô 2, 3 vô. Tôi thấy chúng ta không hợp nữa, mình chia tay đấy, mình chia tay đấy. Anh muốn chia tay hả? Không thể đâu anh. Anh muốn lập kèo hả? À? Không thể đâu anh. À hả? Cái gì nó cũng dám làm ha anh ha. Hên đó. Anh không chịu đó chứ anh chịu làm dâu là xịn đủ đó. Không nói nhiều nữa. Chia tay đi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nhảy xuống hồ đi. Nhảy xuống hồ. Còn có xíu tôi nhảy xuống hồ rồi. Anh bị liễu. À, không chơi này bị lãng mạn quá. Ừ. Lần cuối ta nắm tay nhau thì tán nó một cái đi em. Cần cái diễn hệ. Em phải vô tâm lý cho anh. Ok, vậy diễn nhẹ thôi. Ok, ok. Ba vô nhạc, bây giờ vô nhạc à. Vừa rồi tiểu phẩm rồi. 2, 3. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Hey. Những năm tháng yêu nhau. Dạ. Hands up man. Yeah, put your hands. Ủa sao quẩy ngang vậy? Ok. Hết rồi đó. Vậy thôi hả? Khoan suy nghĩ đi. Nãy giờ bé trai. Bé trai. Được đến đây không hát thì hò đúng không? Thì hát hò xong rồi. Dạ thưa gia đình mình. Dạ à, văn nghệ thì cũng xong rồi. Thì thấy gia đình mình cũng khá là vui. Thì à, tụi em sẽ có một phần gọi là đền ơn đáp nghĩa gia đình mình. Đó em. Dạ ừ. À, bằng một cái trò chơi gì đó. Không biết là gia đình mình có thích cái gì không ạ? Gia đình mình có thể yêu cầu tụi em làm bất cứ điều gì. Dạ có khao khát, có mong muốn cái gì hay không? Căn nhà. Cái đó là hỏi gia đình em. Em ơi, em phân biệt hỏi gia đình chứ hỏi mình. Thì là hỏi em á, em mới trả lời hiểu không? Em coi là em con dâu trong nhà này mà. Em là con khùng chứ con dâu gì ở ai đây? Ai mà chắc thôi con thôi, chửi lại tôi. Mình nói tôi đừng chửi con mình điên. Mà mình chửi con khùng. Điên quá là khùng điên. Dạ là không biết gia đình mình có thích gì không ạ? À? Anh thích cái gì? Một chiếc máy cài? Hay là một bảy con trâu? Hay là nhân lực? Nhân lực để làm ở đây. Đúng, tụi em có đến đây 16 nhân lực. Đúng rồi. Mấy cái mà lớn lao á thì không. Anh có hết rồi. Anh có rồi. Ừ. Dạ. Không phải là có hết rồi nhưng mà mấy cái đó thì tự nhiên nó nói chung nó cũng hơi xa vời. Xa vời. Dạ. Con gái con thích gì không nè? Dạ con thích nồi cơm điện. Nói về nồi cơm điện thưa quý vị. Đừng nhìn xa quá. Đúng. Trước mặt tôi là một cái nồi cơm điện. Đúng. Di động. Đúng. Xưởng một ngày sản xuất hơn 4.000 cái bán không kịp. Dạ vẫn thích nồi cơm điện đúng không ạ? Nồi cơm điện. Con thích cái gì? Không, muốn đổi không? Đổi không? Nồi chiên không dầu. À nồi chiên không dầu. Ồ, nồi chiên không dầu. Đúng bên đây luôn. Nồi chiên, nồi cơm, con thích thêm nồi canh đi. Đủ mâm cơm. Con thích gì nữa không nè? Dạ, chạm máy bay, chạm máy bay. Máy bay từ khi ba má mua đi con. Có luôn. Cái tròn, cái flay cam. À, cái lay cam. Cái flay cam rồi. Cái lay cam, đưa lay cam cho bé. Cho bé chờ xíu thôi, bé trả. Nè, con có thiếu gì nữa không? Con thích xe hơi không? Dạ. À, con thích thêm cái nhà nữa không? À không luôn. Dạ rồi bây giờ tụi em sẽ gọi là cố gắng chơi một trò chơi. Ủa? Để mang đến món quà gia đình mình. Đúng rồi. Một là cái nồi chiên không dầu. Hai là cái nồi cơm điện. Ba
3 là cái máy bay, là cái lây cam. Dữ vậy. Thì khi mà thắng đi, rồi tụi em sẽ chọn một trong ba cái gửi đến gia đình mình. Được không ạ? Nếu như tụi em nhà sao vậy? Hồi nãy thắng rồi thì là có quà tặng người ta, mà lỡ mình xu xu mình thua sao? Thua thì vẫn có quà luôn. Ủa? Không, không ít thì nhiều chứ anh. Nếu như mà thua mình sẽ trả gia đình là trứng bò rau. Hồi nãy mình vừa làm trứng. Đúng. Rau ngoài vườn hái. Bò thì em thấy bò vừa hái. Bò ngoài vừa hái. Bò ngoài vừa hái. Trời ơi. Rau rau má. Rau má. Đúng rồi. Đó thì tụi em sẽ gọi là trả cho anh chị trứng bò rau. Và nếu mà thua cũng có quà, mà thắng cũng có quà luôn. Dạ. Thì không biết là ngày hôm nay bữa ăn chị thấy như thế nào và cảm nhận của chị ra sao? Bữa ăn sáng ngày hôm nay thấy rất là ngon. Bình thường ở nhà chị ăn mì là bình thường mì không thôi, nhưng mà hôm nay nó có kết hợp với lại trứng bò rau, thấy nó nâng cấp lên cái bữa ăn sáng như vậy. Thì mình sẽ thường xuyên nấu bữa ăn sáng bằng mì omachi, xốp bò hầm cộng thêm rau trứng với lại bò cho gia đình ăn. Chị thấy tiện lợi đúng không? Chỉ với 3 phút thôi mình có một cái gọi là cái nồi nước lèo rất là đậm đà, mà cái nồi này phải là hầm xương phải 4-5 tiếng mới ra được cái dưỡng chất tinh túy của bò. Dạ, nói chung là ngày hôm nay quá là tiện lợi mà rất là nhanh nhẹn, cũng như là bữa sáng rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó từng thành viên nói chuyện tâm sự với nhau, thấy không? Trò chuyện thật là vui vẻ. Những câu chuyện thâu đêm suốt sáng. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi game để mà đem quà đến cho gia đình nha. Rồi. Yeah. Đi thôi. Sáng nay mình ăn mì có ngay mặt tô mì. Thêm mỡ thêm trứng thêm rau. Sáng nay mình ăn mì có ngay mặt tô mì. Thêm mỡ thêm trứng thêm rau. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Sáng nay ăn gì. Thì bây giờ anh em mình sẽ chơi trò chơi để mà trả công cho gia đình. Dạ đúng. Thì không biết ngày hôm nay luật như thế nào ha. Chim Omi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách ăn khế trả vàng. Trò chơi hôm nay được mang tên hợp sức truyền gạo. Thử thách này được phân làm hai chặng nhỏ. Chặng đầu tiên, cả ba nghệ sĩ sẽ bị buộc chặt với nhau bằng những sợi dây. Nhiệm vụ của cả ba là phải luân phiên truyền bao gạo tím từ người này sang người kia để đưa bao gạo về đến đích. Tuy nhiên, người nào giữ bao gạo sẽ phải đứng yên, không được di chuyển. Nếu người cầm bao gạo di chuyển, cả ba sẽ phải về lại nơi xuất phát. Đồng thời, chuông cũng không được chạm đất. Hoàn thành thử thách thứ nhất trong 3 phút, các bạn sẽ giành được một món quà cho gia đình. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thử thách thứ nhất thôi nào. Wow. Tôi, Lê Vũ Lâm, tôi quyết tâm đem nồi cơm về cho gia đình. Hay quá. Hay quá, tới em. Tôi, Uyển Ân, con dâu của cả nhà, quyết tâm đem nồi cơm điện về cho gia đình. Ừ, thích con dâu không? Con dâu hả? Ừ. Con dâu hào môn cũng được. Cũng được đúng không? Con dâu hào môn. Quá trời, ở nhà lầu ha. Đúng vậy. Lầu như tri đó. Lì á, nói hoài mà lì á, anh tới anh á. Tôi là bắp quản gia chánh của gia đình này. Trời, lại lì nữa. Đó, nắm rõ hết tất cả các chỗ cất cát sắt cũng như là sổ hồng sổ đỏ gia đình. Ngày hôm nay nhân dịp được vô làm chánh thức, tôi xin phép được thể hiện tấm lòng trung thành bằng cách chơi thắng game này. Wow. Rồi, mời anh chị. Dạ, chào tụi em. Mời ông bà chủ lên kia ngồi. Rồi bây giờ là nắm thông tin chưa? Anh Huy là ok chưa? Anh ok, anh quay chậm lại, em ok chưa? Em hot mà anh nghĩ sao vậy? Em ok chưa? Em ok. Thì em hot biết rồi. Rồi bây giờ là tính chất bắt cầu của học hình học không? Có tỉnh tiến luôn. Đúng rồi, là thải 1, 2, 3 tà 4 chạy 4, 5, 6 tà 7. Rồi, nhưng mà quan trọng là cái chuông được không? Đừng có đầy đụng đất nha. Đúng rồi. Ok, mình cần sự cổ vũ của gia chủ. Gia chủ ơi. Anh chị ơi, cổ vũ tụi em nào. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. À, vậy đó thôi đó ha. Dạ thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng. Ê, gì vậy? Anh ơi, chưa gì bạn chạm đất rồi. Anh Quy, chưa gì bạn chạm đất rồi. Anh ơi. Anh ơi, trời ơi. Anh ơi. Ê, anh cứ giữ ngu nha. Ê, cái chuông này giống bò nha. Giống bò đó. Tính giờ chưa? Tính rồi. Ờ. Anh ơi. Đây. Anh ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Anh bị chó đắng. À đúng rồi. Khoan. Bây giờ sao? Là thả cho em. Anh ơi, thả em. Anh ơi, anh câu giờ. Đây, đây nè. Rồi, đi. Sao đi được? Em phải đi trước. Đúng rồi. Em phải đi ha. Em phải đi đúng trước. Rồi, em đi. Đừng có đi. Đúng rồi. Đúng rồi.
em phải lùi lại xíu, em lùi lại xíu. Đâu có, em không được. Tay em cầm bịch em không được. Đúng rồi, em phải lên đây nè. Rồi. Rồi giờ em thải vân vánh luôn, mất gì thải cho anh. Hả? Đúng không? Đúng rồi, thải em đi nè. Đúng rồi, đó. Dương Lâm làm sai luật rồi. Hả? Mình truyền bao gạo luân phiên cho từng người. Không được chơi tắt. Ờ vậy lại nè anh Lâm. Vậy đó giờ em không hiểu được chơi luôn á Lâm. Phải truyền cho Huy rồi mới cho Ân ơi. Thái tử đông tây, công chúa đông tây. Thế anh thấy thôi, thấy thôi. À thấy. Rồi ok. Đi 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 đi. Em đi trước. Đúng rồi em, giờ em đi nè. Dánh em nè, dánh em nè. Rồi 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 anh đi theo em nè. Đi em dánh, em dánh, em dánh. Từ từ. Đó vậy đi. Dạ. Ừ em hay bày đi mấy cái trò. Đúng cái làm đi. Nè. Anh ơi anh thải vô mặt tôi đó. Đi quá. Từ từ tôi lùi lại miếng nè. Rồi 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 anh đi theo, anh đi theo em. Anh đi theo em á. Anh đi theo em băng rừng lối xuống. Ê, từ từ nhắc đi. Từ từ nhắc, từ từ nhắc. Anh bị tụt quần. Ở chỗ tụt quần. Lên. Rồi. Rồi nè. Qua anh nè. Rồi cố lên, cố lên. Em ơi. Anh ơi. Nè, liền đàng hoàng cho dánh không? Ê, từ từ. Anh lùi lại, lùi lại. Ê, từ từ chứ, từ từ lắm. Cảm ơn. Em ơi. Dánh hiểu được bài à. Dánh đâu đi chuyện được. Không được rồi, cái đòn này khó chơi quá. Ủa, sao công chúa vì thái tử đông tây gì mà không làm được gì vậy? Tập trung. Đứng im dánh. Đừng có đi dánh. Xoay vòng thôi, xoay vòng thôi. Không được. Tiếp. Rồi dánh đi. Đi luôn. Tôi biết mà mánh trò chơi rồi. Ủa? Bỏ luôn, vô luôn. Cố lên. Qua dánh. Má không có dánh đi anh ơi. Nhảy mất kìa. Trời ơi, cái trò này khó quá chơi không được luôn á. Trời gì mà khó quá trời. Tới rồi. Ủa. Ôi, thái tử ơi. Xong rồi, chúng tôi hoàn thành rồi. Các bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên, nhưng đã quá thời gian 3 phút quy định. Trong thử thách thứ hai, các nghệ sĩ sẽ đổ gạo vào bình, làm sao cho lượng gạo phải chạm đến vạch đỏ. À, các muốn làm sao làm. 3 phút để hoàn thành thử thách thứ hai. Thời gian bắt đầu. Trời đất ơi. Nói rồi nghe, không rút lời nha. Rồi, vậy thôi. Rồi, chơi. Chơi. Thì mình đổ về xong rồi. Đổ vô đâu? Đổ vô thôi. Đổ vô đâu? Đổ này. Ờ. Là hút, ở đây hút vô đúng hả? Đúng rồi, nè mình sẽ anh đổ. Anh em thấy vậy cực hơn á. Đây nè, mình đổ vô lỗ này là mình đầy nhanh hơn. Vậy là phải có cái muỗng. Để anh, em ơi, em để cái nghề này của anh. Cầm coi. Thầy ơi, tôi là cô Thấm mà. Anh làm gì á? Ê, cái gì á, cái gì Lâm, anh đổ đừng gạo. Rớt gạo nha. Ê, này cực hơn anh ơi. Được, tin tôi nhanh lắm. Được. Ủa? Không được. À, ủa? Ê! Lâm ơi. Anh đổ mặt anh chị Lâm. Anh ơi, gạo tím mắt nha anh. Không, này lát tụi em sẽ lụm lợi nha anh chị nha. Tụi em rất yêu quý hạt gạo của quê hương bà con. Đi đó, đủ rồi nè, đủ rồi đó. Thôi chạm vạch rồi nè, gốc này là máy quay chạm vạch rồi nè. Đúng rồi, máy quay chạm vạch rồi nè, gốc này máy quay chạm vạch rồi. Đúng rồi nè. Gì? Theo quan sát của Omi là vẫn chưa chạm đến vạch đỏ hoàn toàn. Cái này, rồi đó, quá. Trò chơi ăn khế trả vàng hôm nay, chúng ta có hai thử thách, nhưng các bạn chỉ thắng ở thử thách thứ hai, nên chỉ có thể đem về một phần quà cho gia đình mà thôi. Sau một thời gian là thể hiện cái sự quyết tâm gọi là rất là mãnh liệt, ấy vậy mà vẫn chơi thua. Bởi vì con chim Omi quá là lương lẹo. Đúng rồi. Nhưng mà anh chị đây gọi là nhà cửa ruộng vườn bao la.
đâu có cần gì một cái nồi cơm điện chứ. Xá gì một con chim lương lẹo. Đúng rồi, anh chỉ cần tình yêu thương của tụi mình và ngày hôm nay mình đem niềm vui đến cho anh chị. Đúng không anh chị ơi? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, tuy là không được nồi cơm điện nhưng mà tụi em vẫn có gọi là một phần quà nho nhỏ, đó chính là mì Obachi xuất bò hầm. Bên cạnh đó là trứng bò rau. Xin mời nghệ sĩ MC Ngô Kiến Huy dâng quà. À, nhưng đây cho quản gia nhắn gửi một đôi lời. Đúng rồi. Ông bà chủ thân mến, thấm thoát hiệu quản thời gian con làm việc cho ông bà chủ đã hết rồi. Thì con chỉ muốn nhắn gửi bà chủ là nhớ đừng bỏ buổi sáng. Bởi vì buổi sáng rất nhiều dinh dưỡng, tốt sức khỏe. Đây là món quà mọn của con. Quà là quà của chương trình, không phải quà riêng của anh. Anh cho đây con hay dành công quá vậy. Đây là quà của chương trình ạ. Còn bò là của con. Dạ, dạ, bà chủ vậy thôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tạo cho Huy một cái buổi sáng đầy nhiều năng lượng như thế này. Dạ. Ngoài cái phần quà ra thì bên chương trình sẽ gửi cho anh chị một cô con dâu rất là hổn hào cũng như là vô dụng. Ồ, phải không em? Không có hổn mà. Rất là năng lượng. Rồi, năng lượng. Ok, rồi thì có điều gì muốn nói với anh chị không Dánh ơi? Dạ, thưa ba mẹ, kiếp này không có duyên, con không biết nấu ăn cho ba mẹ. Mong ba mẹ nhớ đừng bỏ bữa sáng và hãy ăn mì Obachi cùng trứng bò rau. Tại vì bình thường là em cũng bỏ bữa sáng đó, cũng không có coi trọng gì bữa sáng. Nhưng mà nhờ chương trình thì em đã biết ăn sáng lẹ làng như thế nào trong vòng 3 phút với mì Obachi bò trứng rau. Cảm ơn em và anh chị. Ngày hôm nay ba tụi em xuống là ồn ào. Thì mất một ngày công nhật của anh chị vì không làm ăn được gì, phải tiếp ba đứa này. Thì không biết là anh chị vui không à, và cảm xúc như thế nào à? Nói chung thì hôm nay là kể như là mấy em về đây kể như là tổ chức một bữa ăn sáng như vậy thì gia đình rất là vui. Cảm ơn mấy em đã đem lại cái ý nghĩa cho cái bữa ăn sáng. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ chương trình Sáng Nay Ăn Gì. Và thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng mì Omachi sốt bò hầm. Một bữa sáng tuyệt vời sẽ khởi đầu một ngày mới tuyệt vời. Và thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Sáng nay ăn gì, nhạc tới nhảy với em đi. Sáng nay ăn gì, mình ăn mì có nghe mà tô mì Omachi, thêm mỡ thêm trứng thêm rau, bữa sáng đầy năng lượng. Omachi sốt bò hầm nấu cùng trứng bò rau. Sáng nay mình ăn mì có nghe mà tô mì Omachi, thêm mỡ thêm trứng thêm rau. Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa đông sang có hoa đào anh. Rồi đông san có hoa anh đào, rồi thu san có hoa anh đào, rồi năm có hoa anh đào.